Thưa quý vị và các bạn, là vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, mỗi năm Nghệ An có đến 28 lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, tập trung nhiều nhất từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch. Đây là dịp để người dân gửi gắm những tâm tư ước nguyện tâm linh. Mọi người đi lễ đầu năm như là cách để tìm kiếm sự thanh thản, bình an trong tâm hồn, cầu mong những điều tốt đẹp đến với gia đình trong năm mới. Tuy nhiên, để đi lễ đầu năm mãi là một nét đẹp trong tâm thức của người Việt Nam thì vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Và theo dòng thời sự số này sẽ đề cập về văn hóa đi lễ đầu năm. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Châu, Nguyên Giám đốc Khu Di tích Kim Liên. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình thì xin mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi đoạn phóng sự sau. Đi lễ những ngày đầu năm mới. Nếu người xưa đi lễ đầu năm với tâm thế tĩnh tại, thì ngày nay đối với không ít người, đi lễ đôi khi giống như một cuộc chạy đua ồn ào. Không gian chật hẹp, đông đúc người đi lễ cầu an, cầu tiền tài, danh vọng. Không đủ chỗ đứng cũng chẳng sao. Lễ có thể đặt chồng lễ. Điện thờ xa quá thì người nọ đứng vái sau lưng người kia. Cúng tiền vàng giả chưa đủ. Tiền thật mệnh giá nhỏ cũng được đặt ở mọi nơi có thể. Lễ càng lớn thì lộc càng nhiều. Do nhiều người đi lễ có tâm lý này nên các dịch vụ ăn theo cũng vì thế mà trở nên đắt hàng. Dạ, rẻ. Tuy nhỏ to, hay là con nhỏ 100, con to này 200. Và đây là cách mà người ta dâng lễ. Từng mâm tiền vàng cùng ngựa lớn, ngựa bé được đội ngũ chuyên trách thay mặt gia chủ ném vào lò hóa vàng như thế này. Khói đen và bụi than bay nghi ngút cả một góc trời. Phải nói thẳng với chị là ngày đi hút bóng cười, nhưng đếm đi hút bóng cười, nhưng ngày vẫn đi xin sức khỏe. Thì cái đó thì em nghĩ là không bao giờ có được. Vì bản thân mình không bảo vệ mình thì không ai có thể bảo vệ mình được ạ. Theo quan điểm của Phật giáo cũng như các giá trị truyền thống từ bao đời của người Việt, đi lễ đầu năm cũng là cách uống nước nhớ nguồn, hướng tới cái an yên trong tâm hồn, thứ vốn không bị vẩn đục bởi những tham, sân, si. Thế nhưng không ít người vẫn còn những suy nghĩ chưa đúng, những hành động lệch lạc về văn hóa đi lễ đầu năm, đặc biệt là đi lễ chùa. Trước tiên thì xin được hỏi ông Nguyễn Minh Châu ạ, đầu năm đi lễ thì những cái hình ảnh như trong phóng sự chúng ta vừa xem thì không quá khó để bắt gặp đúng không ạ? Và những người làm chương trình chúng tôi thì gọi đó là những cái hình ảnh chưa đẹp. Tuy nhiên cũng có những cái ý kiến khắt khe hơn thì cho rằng đó là những cái hình ảnh phản cảm. Vậy ý kiến của ông như thế nào ạ? Đi lễ chùa hay đi phượng các đền đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta từ lâu đời và được tồn tại cho đến bây giờ và chắc chắn sau này nữa. Nhưng đi lễ như thế nào, rồi lễ vật như thế nào, và bản thân cái người đi lễ đã chuẩn bị cho mình một tấm thể chuyến đi lễ này nhằm mục đích gì, thì có nhiều điều mà chúng tôi thấy chưa bằng lòng. Mỗi người đến nhà chùa, chúng ta đến tìm đến một cõi tâm linh và tìm cho mình một cái sự yên bình, nhưng cùng có những người sắm những lễ vật quá một cái giới hạn thì tôi cho đó là không nên. Vậy trong quan điểm của đạo Phật ấy thì liệu có phải rằng là mâm lễ càng to thì mới thể hiện được cái lòng thành của mình không ạ? Thưa Thượng tọa Thích Thọ Lạc. Theo quan niệm của Phật giáo thì cái truyền thống đi lễ Phật đầu năm thì cũng rất là đẹp đối với lại những người dân Việt Nam. Đến với nhà chùa thì đối với nhà Phật thì cần phải có cái suy nghĩ, quan điểm trong sáng và có những cái cử chỉ trong sáng và lời nói trong sáng. Cho nên cái việc mà thành tâm, trí kính, trí thành và thành tâm của mình là quan trọng. Còn cái lễ vật thì tôi nghĩ rằng to nhỏ nhiều ít không thành vấn đề.
có rất nhiều những người là cũng chưa có cái hiểu biết đúng đắn, rồi cũng chưa có nhận thức đúng đắn ấy, rồi cũng có nhiều đưa những cái lễ vật là nó không đúng với lại tinh thần Phật giáo. Ví dụ như là đưa thuốc này, rượu bia này, rồi lễ mặn này, rồi đưa vàng bạc này, vàng mã này, cũng không đúng với lại cái phẩm vật để dâng lên cúng Phật. Như vậy là đối với những cái nơi thờ Phật thì chúng ta có thể dâng như là đèn, rồi hoa quả, rồi nước, rồi nước, ví dụ như bông hoa thơm này, rồi trái cây rất là tươi này, rồi có những cái cây nến này, đấy, ví dụ những cái thứ đó thì hoặc là xôi những cái gì thực vật. Đấy là theo quan điểm của Phật giáo. Còn đối với những nơi thờ tự khác như là ở đình, đền, miếu phủ, cách phân biệt những cái địa điểm thờ tự này như thế nào thưa ông? Chùa thì như thầy nói rồi. Nhưng mà đền là thờ thánh. Mà thờ thánh tức là thờ những vị thánh có công lao đối với dân, đối với nước, có công lao của một sự nghiệp, của giai đoạn lịch sử đó. Thì khi đền về những vị thánh này thì chúng ta phải làm thế nào đó để tỏ lòng tri ân công lao của các vị thánh đó. Ở đình thì chúng ta phải thế này: đình là thờ thanh hoàng làng, và thơ những cái người có công lập ấp lập làng phù cho thờ thánh. Thì như vậy là ngay bản thân phù thì nhỏ hơn đây, con miếu thì thơ thân thường đặt ở đầu làng cụi xà để đảm bảo cái tĩnh mịch cho cái việc thờ cúng. Thì như vậy là cái tổ chức đi miếu không thể rầm rộ ào ạt. Vậy là ở những nơi thờ tự thì cần phải giữ được một cái không khí nhã nhặn, nó yên tĩnh đúng không ạ? Vâng, và trang nghiêm. Dạ, trang nghiêm. Thế. Vâng. Xin được hỏi Thượng tọa Thích Thọ Lạc ạ, như trong đoạn phóng sự vừa rồi chúng ta xem ấy, thì có người thì chắp tay khấn không dùng hương, có người thì thắp một thẻ hương, người thì 3, 5, nhưng mà cũng không khó để thấy những hình ảnh là có người cầm cả bó hương để thắp. Vậy thì thắp hương như thế nào cho đúng, thì quan điểm của đạo Phật như thế nào thưa Thượng tọa? Chúng tôi cũng đã rất là chứng kiến rất nhiều những cái cảnh mà người ta cầm cả một bó này, nhất là Tết người ta cầm cả một bó thì mà không biết thắp ở đâu, bát hương thì không có nhiều. Thắp vào bát hương thì ít, mà thắp vào cả cây cối, thắp ở gầm tượng, thắp vào những các cái đồ mà tế khí với pháp khí đấy thì có nhiều chùa cũng bị hỏa hoạn. Nếu mà chúng ta thắp rất nhiều hương chỉ sau một năm là những các cái hệ thống tượng pháp và hoành phi câu đối sẽ bị ai khói mà nó đen hết. Chúng ta đã làm tổn hại đến cái đồ Phật khí, pháp khí như thế thì vô hình dung chúng ta là phúc bất cập tội. Khuyên mọi người là bây giờ các cái ngôi chùa, ngôi đền nói chung là bây giờ người ta cũng không mong muốn là chúng ta đem hương đến để đốt ở trong chùa nữa. Ở đây thì tôi cũng có một thông tin thế này ạ. Theo tờ báo Khoa học Thời sự thì cho biết là khói hương thì có thể gây nên bệnh ung thư. Còn tờ báo Sudat giờ ngày 22 tháng 5 năm 2010 thì cũng có trích dẫn nhiều tài liệu và xác quyết rằng trong hương có chất benzoi độc làm hại mắt và đường hô hấp. Như vậy thì cái việc thắp hương không tốt như Thượng tọa vừa phân tích thì nó cũng còn gây hại rất nhiều cho sức khỏe nữa, phải đúng, không ạ? Đúng, vâng. Tổn hại đến sức khỏe nữa. Vâng. Có nhiều ô nhiễm môi trường, thắp nhiều quá khói mà những người đến đó là cay mắt. Mà nhất là các sư mà phục vụ ở đấy cũng bị ảnh hưởng rất là lớn, và những người phục vụ trong chùa vì là họ thường xuyên phải tiếp nhận cái khói hương đó, mà cái khói hương đấy nó có độc tố ở trong đó. Và nhiều người thì là có quan niệm là khi đến chùa ấy thì thường cầu tài, cầu lộc, cầu danh, công danh địa vị, cầu tất cả những gì mà mình cảm thấy cần. Điều này có đúng không thưa Thượng tọa? Người ta đến chùa người ta cũng cứ mong muốn được bày tỏ cái ước nguyện của người ta. Nhưng mà thực ra thì theo tinh thần Phật giáo không chủ trương về thần quyền. Mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta con đường để chúng ta tự tu, tự chuyển nghiệp. Nhân nào quả đó, có tu thì có chứng, không ban phúc, giáng họa. Đi lễ chùa, đền thì thường tập trung vào dịp tháng riêng, tháng 2. Và có lẽ rằng là chính vì cái việc là tập trung đông người vào cùng một thời điểm, hoặc là cũng có thể do khâu tổ chức chưa tốt, cho nên là xảy ra những cái cảnh tượng đấy là chen lấn rồi là xô đẩy nhau. Vậy thì nhận định của ông về cái vấn đề này như thế nào? Quản lý làm thế nào để an toàn này, để thể hiện cái văn minh, lịch sử, tiết kiệm. Vấn đề quản lý như vậy á, thì ngay khi mà người ta đến đâu thì mình phải tổ chức như thế nào, xe cộ thế nào, người vào lễ thế nào, và kiểm soát ngay cả xem, mình không dám cụ thể nhưng mà xem cái lễ vật đó thế nào để có cái điều chỉnh.
Chính vì cái việc tập trung đi cùng vào một thời điểm cho đấy, nên tạo nên cái áp lực, dạ, tạo nên áp lực ở bên ban tổ chức đấy. Và cũng xảy ra những cái hiện tượng đấy là chen lấn xô đẩy, thì bắt nguồn cái này thì bắt nguồn từ cái ý thức của người dân ạ. Người ta dâng lễ thì người ta suy nghĩ rằng là cái lễ vật của mình phải mong muốn là được đặt ở vị trí cao hơn, trang trọng hơn, gần Phật hơn thì mới thể hiện được cái tâm của mình. Thì cái suy nghĩ này đã đúng chưa thưa Thượng tọa? Chúng ta có cái chen lấn như thế là cái cử chỉ của chúng ta không trong sáng rồi. Rồi chúng ta cầu mong muốn được dâng lên cao hơn, gần Phật hơn, thì cái suy nghĩ của chúng ta cũng chưa thực sự là trong sáng. Bon chen rồi cũng còn còn mong muốn ích kỷ hơn người này khác. Rồi khi mà chúng ta đi lễ như vậy thì chúng ta nghĩ rằng dù có nhiều lễ hoặc là có gần Phật thì cái kết quả, cái hiệu ứng của cái kết quả của cái lễ của chúng ta cũng không được cao lắm. Hiện nay thì thị trường vàng mã thì chúng ta cũng thấy rất là phong phú ạ. Nếu như ngày xưa vàng mã chỉ dừng lại ở những đồ như là vải, rồi quần áo, mũ, giày dép, thì thị trường ngày nay về vàng mã thì có cả những cái đồ gia dụng như là tủ lạnh, rồi máy giặt, rồi điều hòa, rồi ô tô, xe máy, điện thoại thông minh, rất là nhiều thứ. Sau đây xin mời hai vị khách mời chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau ạ. Đi lễ đâu đâu người ta cũng thấy những cảnh này, mâm lễ bé vài trăm ngàn đồng, mâm lớn vài triệu đồng, thậm chí vài chục triệu, tiền vàng được đốt vô tội vạ, lo hóa vàng không lúc nào ngơi nghỉ. Lượng vàng mã mà người dân đốt trong các dịp hành lễ, đền chùa hay các dịp lễ Vu Lan là vô cùng lớn. Theo ông thì tại sao ngày nay người ta đi lễ, người ta lại có thói quen đốt nhiều vàng mã đến như vậy? Bản thân cái người đốt vàng mã này, người ta cũng không nghĩ được một cái điều mà anh làm như vậy là không đúng với đạo lý. Chắc chắn là những người ấm đó là cố, là cụ, là ông bà, là các bậc là tiền linh của mình cũng không bằng lòng với cái việc mà bây giờ con cháu này đưa là cả cái nhà lầu ra bằng giấy, rồi ô tô bằng giấy, rồi ngựa bằng giấy hay đột để rồi giờ này cũng còn sinh hoạt như vậy. Họ quan niệm như vậy là giữa với dân là sai. Cái thứ hai nữa đó, là cùng theo đuổi nhau. Tôi sắm được thế này thì cô không có thể sắm được thế này, và người khác có sắm thế này, và cái bản thân cái anh này sắm được 3 triệu thì anh kia có thể 5 triệu, và anh khác có thể 10 triệu, thậm chí có anh 20 triệu. Và đốt một cái khoản tiền như vậy là lãng phí vô cùng. Vâng, phải chăng ở đây có cái sự hối lộ thần linh ấy, nghĩ rằng là vật là đốt càng nhiều, đốt càng những cái thứ mà để cho những cái người ở dưới âm ấy họ có thể sử dụng thì là ngược được lại, mình sẽ được lại những cái thứ khác, phải không ạ? Không, thì đó là quan điểm rất đơn giản của như thế, nhưng mà chính quan điểm đó là quan điểm lỗi thời. Nếu chúng ta đốt vàng mã và ông cha chúng ta có thể được tốt hơn thì chúng tôi nghĩ rằng như thế thì cũng không đúng với lại cái luật nhân quả của đạo Phật. Thay vì là chúng ta dùng cái số tiền xây bệnh viện này, rồi xây trường học để làm những cái công việc từ thiện, chúng tôi nghĩ rằng nó có lợi ích hơn. Chứ còn nếu chúng ta đem đốt vàng mã như vậy, chúng tôi nghĩ là không có lợi cho người vong. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng với cái tập tục này cũng nên là lên bãi bỏ. Có thể thấy là cái việc ban hành cái công văn về việc cấm đốt vàng mã ở những cái cơ sở tôn giáo thuộc sự quản lý của Giáo hội Phật giáo thì cũng đã rất là tích cực và kịp thời, đúng không thưa Thượng tọa? Và Thượng tọa có thể trao đổi rõ hơn về công văn này. Vốn dĩ ở Việt Nam mình vàng mã cũng không có, ngay cả tín ngưỡng dân gian cũng không phải là những cái phẩm vật đấy là của Việt Nam, mà nó bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa và cái lễ vật Trung Quốc. Còn đối với Phật giáo thì thưa các vị là phải khẳng định rõ ràng Phật giáo không có vàng mã. Đức Phật là một vị vua mà Đức Phật đã từ bỏ tất cả các ngai vua, cung điện ngọc ngà châu báu mà Đức Phật đi tu, là Đức Phật đi khất thực để xả cái nhã ngã của mình, ngã còn bỏ, còn sở ngã có cái gì mà chấp mà Đức Phật phải. Có rất nhiều những người đi theo đạo Phật bây giờ dâng vàng mã lên tam bảo, dâng cúng Phật, tôi cho đó là cái cử chỉ không đúng, cần phải sửa lại, chỉnh lại. Vốn dĩ Phật giáo không có, cho nên cái việc là công văn là chẳng qua nữa là bây giờ là có rất nhiều những người theo tín ngưỡng dân gian, xong rồi trước khi họ quy Phật thì họ đã là những người tín đồ, là những người theo tín ngưỡng dân gian, quen cái thói quen của tín ngưỡng dân gian, thế rồi cuối cùng là họ đi lễ tín ngưỡng dân gian như thế nào, rồi cuối cùng họ cũng đưa đến chùa như thế, rồi cuối cùng là chùa là chịu những cái hệ quả như thế thôi. Rất là mừng là vừa rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một cái chỉ thị cấm đốt vàng mã. Vâng ạ. Đây là thầy này, bản thân
giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có một cái tiếng nói từ người trong cuộc để cho bà con chúng ta là thấy được cái tài sản mà giáo hội Phật giáo này cấm, là đảm bảo cho việc thơ cũng là một cái hiện sinh vật văn hóa tâm linh. Mà đặt văn hóa thì phải lành mạnh, phải trong sáng như thầy nói. Vâng, có lẽ là việc cấm đốt vàng mã cũng như là bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan khác thì rất là khó thực hiện nếu như chỉ đơn thuần là chỉ đưa ra một cái văn bản thuần túy mà không có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang đất nước Singapore để xem là chính phủ nước này đã có những cái biện pháp như thế nào trong việc loại bỏ thủ tục này. Trong những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018, rất nhiều người dân Singapore đã tụ hội về các ngôi chùa ở Singapore để lễ Phật cầu may. Tuy nhiên, không có hiện tượng đốt vàng mã hoặc trưng bày những mâm lễ Phật cầu kỳ và lãng phí. Mỗi người dân thường chỉ mua một thẻ hương cùng hoa được bày bán ngay tại cổng chùa để mang vào hành lễ, cầu mong cho tâm nguyện của mình trở thành hiện thực. Các hàng quán bày bán đồ lễ tại cổng chùa cũng chỉ có hương, hoa và nến, tuyệt nhiên không có các đồ vàng mã. Theo thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, những năm trước đây, trung bình mỗi năm Singapore nhập khẩu hơn 20 triệu đô la Singapore, tương đương khoảng 16 triệu đô la Mỹ giấy vàng mã. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, con số này đã giảm xuống do chính phủ nước này đã ban hành những quy định rất cụ thể và nghiêm ngặt liên quan đến việc đốt vàng mã của người dân. Theo đó, tập tục này bị loại bỏ hoàn toàn từ các ngôi chùa thờ Phật. Tại các ngôi miếu thờ tự thần linh, người đi lễ có thể cúng và đốt vàng mã, nhưng phải đốt ở bên ngoài và đúng nơi quy định. Cùng với đưa ra những cái quy định nghiêm ngặt thì chính phủ Singapore đã thành công trong việc hướng người dân đến một mục tiêu cao đẹp hơn, đó là xây dựng một môi trường sống xanh sạch đẹp. Quả là lãng phí khi mà mỗi năm ở Việt Nam thì có hàng nghìn tỷ đồng mất đi do tục đốt vàng mã. Vậy có nên thực hiện việc cấm đốt vàng mã ở tất cả các nơi thờ tự hay không ạ? Có thể nói chúng ta chưa thể ngày một ngày hai mà giải quyết được. Chúng ta phải thông qua công tác tuyên truyền như của giáo hội Phật giáo, thông qua các tổ chức trong mặt trận tổ của Việt Nam cũng phải có những hành động, từ đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ và các hội trong mặt trận và các cơ quan quản lý nhà nước và cấp bộ đảng, cấp ủy đảng cùng phải đặt vấn đề này để làm thế nào đó giảm dần đến lúc loại bỏ hoàn toàn việc đốt vàng mã. Chúng tôi nghĩ rằng nhà nước cũng phải cương quyết lên là đề nghị là nên bỏ cái tập tục này. Cái tập tục này là cái tập tục nó không đúng, nó không có lợi mà nó không đúng. Mà thưa các vị, là nó xuất thân từ Trung Quốc, mà Trung Quốc bây giờ người ta đã bỏ rồi. Vừa rồi tôi sang bên Đài Loan là người ta có cái luật ấy, luật là cấm đốt vàng mã ở chùa, ở đền, ở miếu. Thế bây giờ người ta là người ấy, đề xướng ra người ta đã bỏ rồi. Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn đang duy trì như thế. Chúng tôi nghĩ rằng các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải có cái nhận định đúng về cái này. Và đặc biệt vấn đề quản lý, nếu mà chúng ta nghiêm cấm và chúng ta hạn chế thì chúng ta đừng có cấp phép cho họ để sản xuất những các cái vàng mã nữa. Thì như vậy là cái tác động của nhà nước cũng là hết sức quan trọng. Để chúng ta có một cái sự quyết tâm thì cũng cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đồng thời với đó là những cái biện pháp tuyên truyền từ ý thức của người dân. Khi đó thì cái việc nghiêm cấm đốt vàng mã này thì chúng ta cũng có quyền hy vọng là cũng sẽ có thể thực hiện được ạ. Vâng. Trở lại với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, trong phóng sự vào đầu chương trình thì chúng ta cũng thấy là những hình ảnh về tiền lẻ được người dân rải rất nhiều từ các ban bệ và các cái đĩa nải quả. Vậy họ cho rằng là đi lễ thì phải đặt được tiền ở thật nhiều nơi thì mới thể hiện được cái lòng thành của mình. Như vậy có đúng không thưa Thượng Tọa? Tốt nhất là chúng ta không cần phải đổi tiền lẻ, mà nếu chúng ta mua được phẩm vật thì tốt, không mua được phẩm vật thì mình có tịnh tài. Tùy tâm của mình thôi, không phải là nhiều ít, không phải thành vấn đề. Tùy tâm của mình, ví dụ như mình hôm nay mình đi lễ cái ngôi chùa này, mình mong muốn được cúng dường là 10 đồng. Thì bây giờ mình không cần được tiền lẻ gì cả, mình dâng lên khấn Đức Phật xong mình cho vào cái thùng công đức. Như thế là được. Tôi nghĩ là như vậy thì nó đẹp hơn, mà cũng đỡ tốn cái công của các thầy, những nhà quản lý của nhà chùa cứ phải lấy đồng tiền lẻ để cho vào thùng công đức. Ngày đầu xuân vừa qua ấy, thì chúng ta thấy cái hiện tượng là hàng vạn người dân ấy, tập trung rất là nhiều ở các chùa để cầu an giải hạn. Thực hư việc cúng sao giải hạn như thế nào thưa Thượng Tọa Thích Thảo Lạc? Cái việc là dâng sao giải hạn thì không phải là cái tập tục của Phật giáo,
Đó cũng chính là cái nó xuất phát từ đạo giáo của Trung Quốc. Còn cái việc mà cầu an giải hạn thì nó là cái nghi lễ của Phật giáo. Đối với nhà Phật thì các thầy thường là tổ chức những các cái khai đàn dược sư. Với tinh thần của Phật giáo là cũng vẫn là mở cái đàn dược sư để cầu bình an cho nhân dân. Đức Phật còn dạy là chúng ta cần phải làm những cái điều thiện, tâm của chúng ta phải trong sáng thì chúng ta cái sự lễ của chúng ta hiệu ứng nó mới có được. Vâng ạ, ngày xưa thì do những cái điều kiện chủ quan và khách quan nên là người dân thì thường quan niệm rằng là chùa của làng mình ấy, thì Phật sẽ phù hộ cho dân làng mình. Còn ngày nay thì cũng do những cái điều kiện khách quan thuận lợi hơn và truyền thông tốt cho nên là nhiều người theo tâm lý đám đông thì cho rằng đền này thiêng, chùa này thiêng và người ta thường đến những cái chùa và đền đó để cầu xin và nghĩ rằng là thiêng thì sẽ cầu được ước thấy. Vậy thì quan điểm của ông Nguyễn Minh Châu như thế nào? Tôi cũng đã nghe con cháu tôi, chứ nói là người ngoài, là đi cái đền này thiêng, cái khái niệm thiêng là thế nào? Gần thì đại học nha, rồi là đưa con cháu đi quán biểu này, đền. Đi đền này, đi một cái đền nào đó, đi một chùa đó để xin cho con đầu đại học. Nếu thế thì ai chả mà muốn đi để cho con mình đầu đại học. Nếu dựa vào cái đó thì không những con cháu mình không làm tốt bài thi và ngược lại lại không đạt những điều mong muốn. Cách đây cũng là cách suy nghĩ cần phải điều chỉnh. Còn ý kiến của Thượng tọa Thích Thảo Lạc thì sao ạ? Chúng tôi nghĩ rằng linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh hay không là cũng do chính mình. Câu dạy của Đức Phật đấy, gần ta mà không nghe lời dạy của ta thì ví như là xa ta ngàn dặm ấy. Và xa ta ngàn dặm nhưng mà thực hiện đúng theo tinh thần lời dạy của ta thì giống như là bên cạnh ta. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái câu nói này cũng hết sức cần thiết. Vâng ạ. Theo quan sát của tôi thì ngày nay ngày càng nhiều có nhiều thanh niên đi lễ. Vậy đây có phải là một tín hiệu vui không? Thưa Thầy Thích Tọa Lạc. Đối với đạo Phật ý, thì mọi con người đều bình đẳng, không có cái sự bất bình đẳng trong dòng máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn. Đó là tinh thần hết sức bình đẳng của Phật giáo. Phật giáo đâu có phải là chỉ cho những người già đến chùa đâu, mà cho tất cả mọi đối tượng ở trong xã hội đến chùa. Người trẻ đến chùa để học những giáo lý của đạo Phật là điều tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó thì việc đến chùa, đến cửa Phật như thế nào để giữ trọn được nét đẹp văn hóa của người Việt Nam thì cũng vẫn còn là một điều đáng bàn. Và mời hai vị khách mời cùng quý vị chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau. Để đảm bảo tính tôn nghiêm ở chốn tâm linh, những tấm bảng biển nhắc nhở khuyến cáo về trang phục dành cho người đi lễ được đặt công khai ở những nơi dễ thấy. Thế nhưng không hiểu vô tình hay hữu ý, nhiều chị em phụ nữ vẫn vô tư diện váy ngắn, áo xuyên thấu, quần đùi hay trang phục thiếu vải khi đi lễ đền chùa. Xem những hình ảnh kém duyên xuất hiện trên các trang báo điện tử và mạng xã hội như thế này, dư luận không khỏi bất bình. Lố lăng và thô tục khi đến nơi thờ phụng, nhìn con người là đánh giá được nhân cách. Những người này họ không biết đọc sao? Họ khấn vái trông có vẻ thành tâm, nhưng tại sao lại ăn mặc vô duyên như vậy? Mặc vậy giữa đời thường đã khó chấp nhận, huống hồ đây là chốn linh thiêng. Con người ta muốn cầu khấn thần linh giúp đỡ, thì trước hết phải trong sáng và văn minh. Cả nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Những bộ trang phục này chỉ hợp với phòng ngủ. Thật xấu hổ. Đến những nơi thờ tự thì cần phải ăn mặc chỉnh tề, trang nghiêm. Cái điều đơn giản đó nhưng mà tưởng như là quá khó đối với một bộ phận các bạn trẻ. Vậy thì vì sao lại có cái hiện tượng như vậy? Thưa Thượng tọa Thích Thảo Lạc. Chúng tôi nghĩ rằng do cũng là do cái nhận thức của con người. Khi mà đến chùa chúng ta cũng cần phải có một cái ngoài cái việc mà cái tâm của chúng ta ra về cái hình thức bên ngoài chúng ta cũng hết sức quan trọng. Cho nên là nhiều khi người ta cũng chỉ quan tâm đến cái việc đến cầu nguyện ấy, còn cái hình thức ăn mặc người ta cũng không được chỉnh chu và không được trang nghiêm khi họ đến chùa. Tuy nhiên những người đi theo đạo Phật lâu dài rồi thì ít người người ta có những cái thể hiện như thế. Nhưng mà đây là những người thỉnh thoảng họ mới đi, cho nên họ cũng chưa nhận thức được cái đến chùa cần phải ăn mặc như thế nào cho nó phù hợp với lại cảnh tôn nghiêm nhà chùa. Cái hiện tượng mà chúng ta vừa xem đó là có. Cái này ấy, thì tôi cho là bản thân
cái việc giáo dục là phải quan tâm. Tôi tin là cái việc này chúng ta cố gắng sẽ giáo dục trong nhà trường, trong đoàn thanh niên, trong đội thiếu niên, và mỗi lần đi như vậy thì mình cố gắng kiểm soát những cái hiện tượng này để nhắc nhở các cháu. Đối với những một bộ phận nhỏ giới trẻ mà con có cái suy nghĩ lệch lạc như thế khi đến với chùa thì thầy Thích Thọ Lạc có cái lời khuyên như thế nào ạ? Các em vào chùa cũng cần phải có học về nội dung tinh thần tư tưởng của Đạo Phật, kể cả những hình thức cũng như là những cái nội dung lễ vật đến chùa, hoặc là những cái hình thức nghi thức đến chùa như thế nào, nghi lễ của nhà Phật ra làm sao để mà thực sự trở thành những người Phật tử là thực sự là chân chính. Bên cạnh nét văn hóa truyền thống thì việc đi lễ đầu năm là một nét đẹp, chỉ là ở đâu đó còn những cái hình ảnh chưa đẹp thôi đúng không ạ? Vậy thì theo hai vị khách mời, đi lễ đầu năm thì phải đi như thế nào thì mới đẹp ạ? Tôi cho rằng là cái bản thân những người lễ chùa đầu năm phải có suy nghĩ đẹp, để từ suy nghĩ đẹp dần đến hành động đẹp. Từ cái chỗ chuẩn bị lễ vật cho đến cái chuẩn bị y phục, và đến đó phải chấp hành được những cái nội quy của nhà Phật nêu ra và thực hiện đúng những điều đó là những hành động đẹp trong việc đi lễ. Chúng tôi nghĩ rằng nhận thức là hết sức quan trọng. Đối với cái mục tiêu của chúng ta đến chùa, chúng ta tìm hiểu cái gì, chúng ta mong muốn được cái gì, thì cái nhận thức về những các cái mục tiêu của chúng ta đến chùa đó thì chúng ta cần phải được hiểu biết cho nó thật là thấu đáo. Khi mà chúng ta hiểu biết thấu đáo và kỹ lưỡng rồi thì chúng ta đến thực hành hành các cái nghi lễ cũng như là tìm hiểu chân lý lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ có cái hiệu quả khi mà chúng ta ứng dụng nó và thực hiện nó. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng ta nói nhiều về những điều chưa đẹp, những hành vi, lối ứng xử chưa thực sự văn minh của một bộ phận người dân khi đi lễ. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đi lễ đầu năm đã trở thành một nét văn hóa, trở thành một nét đẹp tâm linh của người dân Việt Nam. Và mùa lễ hội năm nay thì cũng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Với Nghệ An của chúng ta thì hàng nghìn người dân và các em nhỏ đã kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình xin chữ ở chùa Đại Tuệ. Và tại Đền Quang Trung năm nay, ban tổ chức không tổ chức phát thẻ ấn. Và ngoài các nghi thức dâng hương để bày tỏ cái lòng thành kính của mình đối với những cái chiến công hiển hách của các vị anh hùng dân tộc, thì các hoạt động thể dục thể thao vui chơi cũng đã được tổ chức trong không khí vui tươi phấn khởi. Vừa rồi là những hình ảnh rất đẹp đã được ghi nhận khi người dân đi lễ đầu năm mới Mậu Tuất 2018. Đây cũng chính là thông điệp mà chương trình Theo Dòng Thời Sự muốn gửi gắm đến quý vị khán giả. Với cuộc trò chuyện của hai vị khách mời chúng ta hôm nay, hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những suy ngẫm cho riêng mình nhiều hơn. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình tọa đàm Theo Dòng Thời Sự và mong rằng chúng ta sẽ hiểu rõ đi lễ đầu năm như thế nào để thể hiện được nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Mọi ý kiến của quý vị đóng góp cho chương trình xin hãy gửi về địa chỉ theo dòng thời sự a@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0918 282
0437. Xin được cảm ơn Thượng tọa Thích Thọ Lạc và ông Nguyễn Minh Châu đã tham gia cuộc trò chuyện cùng chúng tôi ngày hôm nay.